number 8, number 1. Nhiều quá. Nhiều quá. Ai cũng xứng đáng cả quý vị. Và Hoa hậu Việt Nam Hoàng Cầu 2011. Chúng tôi chúc mừng Ngọc Trinh. Ngọc Trinh. Và chúng tôi xin mời cựu Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh bước ra trao vương miện cho thí sinh Ngọc Trinh, Hoa hậu Người Việt Hoàng Cầu năm 2011. Và chúng tôi cũng mong là quý vị không khí chương trình hóa tay để mà tưởng thưởng cho những vẻ đẹp của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, được không quý vị? Và sau đêm hôm nay, Ngọc Trinh sẽ đại diện cho sự thông minh, khôn khéo và nhan sắc của tất cả người phụ nữ Việt trên toàn thế giới. Một lần nữa xin chúc mừng Ngọc Trinh. Và một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ vươn ra sân khấu chúc mừng cho tân Hoa hậu Người Việt Hoàng Cầu năm 2011. Và cũng xin thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hiện diện của tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và chúc quý vị có một buổi tối thật an giấc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian gần đây nhất. Giữa muôn